Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nay cũng cái duyên hạnh ngộ mà hai cháu đến đây để cùng chúng tôi chia sẻ những cái lời dạy của Đức Thầy và trong cái sự mà khổ sở ở miền Trung và miền Bắc hàng năm như thế nào để chia sẻ cho nhau, cùng nhau để chúng ta cô bác miền Nam mình chúng ta nên cố gắng để tu tập. Thì kính thưa với cô bác anh chị, lời nói đầu tiên thì chúng em xin chân thành kính gửi đến cô bác anh chị em đồng đạo cũng như trên cộng đồng mạng lời chào thân thương và sự trân trọng quý nhất của là ba đồng đạo chúng tôi. Kính thưa quý vị đó, theo hai cháu hỏi rằng cảnh thảm khổ nay mai nguy ngập đó, thì quý vị thấy đó, cái khổ ở thế gian này không phải là mới đây, nó sự thật là không phải mới đây. Đấy, cái khổ này là cái khổ mà của nhân loại, của đồng đạo chúng ta đó, là từ hồi năm Đức Thầy ra đời khai sáng đạo lận. Mà trước đó, trước cái năm 39, dân ở xứ Nam Kỳ chúng ta khổ rất nhiều hơn, là bị là sự đô hộ của là người Tàu, rồi đô hộ của người ta Tây và đô hộ của mà các nước trên thế giới cũng như là Nhật Bản, quý vị thấy rõ ràng. Thì cho nên ở đây thì các cháu muốn hỏi tại sao mà cái cảnh khổ nó nguy ngập như thế nào, thì sự thật với cô bác anh chị mình đó, nó khổ lắm. Bởi vì thầy đã nói rồi, miếng không khổ thì Đức Thầy đâu có khuyên mình ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Hay là cảnh thảm khổ nay mai là nguy ngập rồi ha, có hồi này gắng lập lấy thân. Thì chỉ có cái phương tiện trong cái sự khổ mà này đó, chúng ta chỉ có phương tiện tu tập trong cái thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này mà thôi đó. Nếu mà hôm nay chúng tôi và quý đồng đạo chúng ta đó ha, nói chung hết cả nước chúng ta không tu đó, thì nước Việt Nam mình chúng ta có bị yên ổn như hôm nay hay không? Vì Đức Thầy nó nói rồi là tu cầu thuận gió hòa mưa, an hòa nhân vật với phước thừa trời ban. Mà nhờ cái cô bác đồng đạo chúng ta ở miền Nam tu rất nhiều, cho nên cái sự thảm khổ đó, nó gắt ít hơn người ở miền Trung và miền Bắc. Cũng như cô bác anh chị mình thấy rõ ràng đó, thì từ cái năm mà bệnh dịch tới giờ đó, thì cái sự là mùa hè này nè, không có cái năm nào mà không có hết, năm nào cũng khổ hết đó cô bác đồng đạo ở miền Trung và miền Bắc đó, là khổ rất 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 nhiều. Là tại vì đâu? Tại do hồi thời gian trước và đến thời gian này, cái cảnh là mà cái sự khổ đó đó là do cái lòng, cái sự là ít ít có người tu hơn, cũng như không phải mình nói người ta không có tu, nó đạo người ta đang nhóc chân đó. Nó thật sự ở ngoài đó, đạo Phật và đạo Phật chứ đạo mà Thiên Chúa giáo rất nhiều hơn nữa đó, nhưng mà tại vì ta chỉ vô đạo mà thôi, chứ cái sự học tập trong giáo lý hay là sự hiểu biết trong giáo lý thì nó không thể nào hiểu biết dân bằng giáo lý của Đức Thầy chúng ta. Quý vị đồng đạo chúng ta nên cố gắng chỗ này. Chúng ta may mắn lắm, chúng ta mới được là ở miền Nam nước Việt, rồi chúng ta mới hạnh hưởng những gì mà sự là sinh tồn ở thế gian này như thế nào cho nó không không khổ bằng ở miền Bắc và miền Trung. Thì Đức Thầy đã nói rồi, thật sự với cô bác anh chị mình đó đó, không phải là khổ khổ như bây giờ đó là nó ít lắm rồi, thấy không? Thôi bây giờ ráng lo tu đây nè, ráng lo tu để mà chuẩn bị cho cái sự khổ ngày mai, thấy không? Vì Đức Thầy đã nói rồi, nước kia lửa nọ tưng bừng nè, thấy không? Thảm cho thấy sự lẫy lừng nắng tay, thời cũng bà tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngồi bấm biếm khoe khoang. Đến nay là buổi khoa tràng, bây giờ là kỳ thi, mà đồng đạo chúng ta cứ thờ ơ lãnh đạm hoài, không không có chịu lo niệm Phật nhiều, không chịu lo làm lành nhiều, mà không tu bằng cái tâm mình nhiều hơn. Thành ra coi chừng đồng đạo chúng ta ngày mai sẽ thấy cái khổ. Mà Đức Thầy nói rồi, khổ với thảm ngày nay có mấy, thấy không? Sợ mai sau dòm thấy bay hồn đó. Mà nhưng còn có cái ngon lành hơn, mà đồng đạo không tiêu tu nè, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu nuôi xương tha thiết đó. Bây giờ quý vị thấy cái khổ, bây giờ hồi nãy cháu Hiếu hỏi mình có chỗ chỗ khổ à, mà mình nói đến cái chữ khổ này đồng đạo thấy khổ hơn nhiều hơn không? Cảnh sông máu núi xương tha thiết nữa chứ phải vừa đâu, nghe không? Cho nên bây giờ đồng đạo chúng ta phải cố gắng nha, phải cố gắng hiện giờ này phải lo tu và lo sửa lo trao. Vì thầy nói rồi, trao thân phận rạng danh hiếu đệ, thỏa giả thầy nơi chốn mây rộng. Mà bây giờ thầy đi dạo ta bà, thầy đi dạy đạo đường xa chưa là biết thầy ở nơi đâu. Mà đồng đạo chúng ta ở nhà mà chúng ta cứ lẳng lơ rồi thì chúng ta làm sao hiểu được lời thầy đã dạy. Mà thầy đã nói nè, cứ lẳng lơ gạo biếm phéo khoáng, đến nay là buổi tai nạn, thấy không?
đó. Chừng nào mà hết, chừng nào đồng đạo chúng ta thấy chúng ta không còn khổ nữa thì chúng ta mới được vui lòng là để cho thầy được vui. Còn bây giờ quý vị thấy đó, không phải mình nói đâu, quý vị mình nói nè, Đức Thầy đã cho mình biết rồi, muốn xem được hội Long Đình thì là phải ráng sửa mình cho trơn, ở ăn cho dạng mười ơn cảnh tình hiện đức mới gặp cơn khải hoàng. Mà bây giờ muốn cho được sung sướng vui xoay trong cái ngày là đại hội Long Hoa thì đồng đạo chúng ta phải tu trong cái thời gian này mới được. Nếu thời gian này mà đồng đạo chúng ta không tu rồi thì chúng ta làm sao thấy được hội Long Hoa mà Đức Thầy đã nói. Nhưng mà Đức Thầy đã cho mình biết đó, khổ lắm nha cô bác anh chị ơi. Bây giờ thấy Việt Nam mình đang là ngưng cái giờ là bệnh Covid. Nhưng mà hôm nay, từ hôm nay nửa tháng trở lại đây đấy ha, bệnh là sốt, sốt huyết rất nhiều. Bị do là những cái con vi khuẩn đó là nó nổi dậy ở sớm nào là sớm đó phải chịu bệnh hoạn mà thôi. Chứ không phải là ngưng mà ngưng hết đâu ha. Cho nên ở đây thầy nói đó, cảnh thảm khổ nay mai nguy ngập thật sự. Quý vị thấy không? Bây giờ đó đồng đạo chúng ta không tu đó thì chúng ta khó thể mà tránh được cái sự khổ. Mà muốn tránh khổ thì thầy nói rồi, muốn tránh khổ thì mau mau chúng ta tu. Thấy không? Tu để chúng ta mới tránh khổ được. Nếu muốn hết khổ thì phải tu. Mà đồng đạo chúng ta bây giờ có sự thật tu hay là không thôi. Thầy nói rồi, khuyên người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Mà bây giờ đồng đạo chúng ta có tỉnh tu trong cái thời gian hạ nguyên mạt pháp này hay không? Hay là chúng ta vì cái danh lợi bên mình chúng ta không nghe lời Đức Thầy đã dạy? Mà phải, tôi nói thật sự cô bác anh chị mình đó ha, không phải mình nói đây để kêu gọi cô bác thôi. Nếu cô bác anh chị mà mình nghe lời thầy dạy đâu đó ha, thì cái nước Việt Nam mình hôm nay đã yên bình dữ lắm rồi. Nó bị Đức Thầy đã nói rồi ha, cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật và liên đài ắt lên. Mà bây giờ chúng ta không chịu lên liên đài ha, thiên đường hữu lộ vắng que phải không cô bác anh chị? Mà ngục môn không cửa thì hè nhau đi hoài. Là tại vì con người chúng ta không bỏ được cái tham thôi. Nó thật sự cô bác anh chị mình đó, biến mà đồng đạo chúng ta còn tham, còn sân nha, còn si, còn mê thì đồng đạo chúng ta khó thể vượt qua cái cảnh khổ này. Vì thế mà Đức Thầy nói rồi, văn thù Bồ Tát từ bi, dèo thèn bát nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt cánh bườm loan, rước người tu niệm mà nha, xê sang phỉ tịnh. Mà tại sao đồng đạo chúng ta không tu rồi xong sao chúng ta được văn thù Bồ Tát rước được đâu? Vì thế mà hôm nay thì đồng đạo chúng tôi chỉ trao đổi với cô bác anh chị mình về cái sự tu tập là thôi. Còn cái mà chúng tôi mà có nói qua lời giảng mà được mà có cái ý thiên cơ mà Đức Thầy nói đó, bị gì Đức Thầy thì nói được, đồng đạo chúng tôi xin nhắc lại thôi, chứ chúng tôi không có nói được ngày và giờ hay năm là giờ tháng. Bị gì biết không? Đức Thầy đã nói rồi mà đồng đạo chúng ta không tu nè, ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay nha, đến năm nay đó, tái lại một lần khổ ách này, đặng thức tỉnh trần rằng thiên địa nha, từng quần là sắp đổi rồi. Mà đồng đạo chúng ta chịu tu chưa nha? Mà bây giờ trong đồng đạo chúng ta chỉ nghe theo cái gì, nghe theo cái chỗ này, nghe chỗ kia, nghe cái sự sống của chúng ta. Trời ơi, bên đây nói thiệt quý vị ha, cái từ cái ngày mà bệnh Covid đến giờ đó, mình nói thật sự đấy, để cho cô bác đồng đạo chúng ta, những người nào đã phát tâm tu ráng cố gắng đi. Chứ tôi thấy rằng hồi xưa đó mà nói khổ rồi đó, cái năm mà Đức 1939 mà hôm đó là cái ngày mùa hè đó mà bệnh dịch tả tới rồi ha, thôi qua năm cô bác người ta tu dữ lắm luôn. Mà người ta tu suốt cả bao nhiêu năm nữa, người ta tu để người ta không còn bệnh khổ nha. Còn nói thật sự cô bác anh chị mình đó ha, Đức Thầy đã nói rồi là đồng đạo chúng ta đã bị bệnh dịch rồi, bị bệnh dịch trời ban rồi, mà đồng đạo chúng ta tới bây giờ còn thờ ơ lãnh đạm. Nó thật sự nha, bây giờ nói thật sự đó, cả xóm thôi, một xóm mình đây nè, chứ đừng nói tới xóm người ta nha, đi chung quanh rồi thì thấy là hương tàn khói lạnh hết nha. Bằng đêm chỉ có đôi ba nhà cô bác người ta hiểu được đạo, người ta cúng thôi, bằng cái sự là cúng để cho lấy lệ mà thôi, chứ không biết người ta cúng để người ta làm cái gì nữa, phải không? Bị gì người ta túng mà người ta không có ăn chay, mà người ta không biết làm lành nữa là sao được. Cho nên bây giờ các cháu hỏi, bây giờ mình thấy miền Nam Trung và miền Bắc đã khổ rồi thì miền Nam mình phải làm sao đây? Thì miền Nam mình phải làm sao? Miền Nam mình phải ráng nghe lời dạy của thầy. Thầy đã nói rồi, ráng nghe lời dạy của thầy để chừng đến việc gặp thầy, kiếm thầy khó ra.
Mà bây giờ chúng ta không tu rồi chúng ta làm sao gặp được thầy đây? Nghe không? Nha. Chở trơn cho kịp Long Hoa. À, Long Hoa có mặt ấy là hiện hơn. Mà bây giờ đồng đạo chúng ta có biết tu, chịu tu hay không mới được. Nghe không? Bởi vì muốn tu là để nhận thức được trách nhiệm và bổn phận của người tu thì chúng ta phải giữ gìn giới lực. Bởi vì giới lực á, là giới di căn bản bắt tu ấy xa đạo vậy. Giới lực á, chẳng khác nào như cái nhà của mình đã có hàng rào, cô bác anh chị. Nha? Ta mình cái hàng rào mình có rồi thì á, là mình tối cái mình khóa cửa cổng lại rồi thì làm sao mà không yên giấc được trong cái thời gian mình ngủ. Thì con người tu mình cũng thế thôi. Nếu mình giữ gìn được giới lực rồi thì giới lực là giới di căn bản. Chúng tôi xin lặp lại để cho các đồng bào thấy được. Giới di căn bản bắt tu ấy xa đạo dạy. Nếu đồng đạo chúng ta không giữ gìn giới lực thì coi chừng chúng ta không đạt được mục đích cứu cánh giải thoát cho chính mình mà thôi. Còn sự khổ ở miền Trung nó nhiều đó là tại vì biết gì biết không? Tại vì hồi đời xưa tới bây giờ đó là những cái sự là mình nói đúng hơn là miền Bắc và miền Trung. Nó thật sự là chiến tranh từ đó tới giờ đó quá nhiều. Rồi cho nên những người mà sơ sinh như chính mình thôi. Miễn mà khi mà được cha mẹ mà sinh ra rồi thì thấy toàn là cái chữ chiến tranh và tranh đấu nó nhiều hơn. Thành ra cô bác đồng đạo chúng ta cũng có đạo nữa. Chứ đừng nói ta không có đạo thì mình có lỗi. Cũng có đạo nữa mà người ta chưa nhận thức được cái sự khổ khó như thế nào. Người ta thấy là là miền Trung đó nhá, là thảm khổ. Nhá, là bị là... mưa bão rồi ngập lụt này kia nọ đó, nhưng mà quý vị thấy đâu, chúng ta không có, ta thấy rồi thì ta buồn đau khổ trong cái thời đó thôi à. Còn qua rồi thì người ta cũng vẫn là lo làm ăn này kia nọ, chứ ta không có hiểu được như miền Nam mình đâu. À, may mắn nó nhất ra mà ở mình đó mình mới thấy được lời giảng Đức Thầy. Đức Thầy đã dạy cho chúng ta là dạy ăn, dạy ở, chữ tu vuông tròn, không phải dạy là một cách là giải thoát không đâu, phải không? Mà dạy cho đồng đạo chúng ta ăn ở làm sao cho có phải nghĩa, phải nhân, để làm sao bảo toàn được hạnh phúc cho nhau. Và mình phải nhớ lời những gì mà Đức Thầy đã tiên đoán để mà cho mình thấy được nha, để mình tu. Cũng như chúng tôi xin lặp lại cho quý vị thấy đó, lời tiên đoán của Đức Thầy đọc ra đó không phải là Đức Thầy tham dạ quý vị đâu, mà đó là một cái thông điệp, thấy không, Đức Thầy gửi lại cho cô bác anh chị mình để cho mình tu đó. Mà tại mình không chịu nghe nè. Cũng như đó mình nói, cũng như là hồi nãy đó mình nói khổ với thảm rồi phải không? Mà bây giờ mình nói cảnh khổ nè. Cảnh thảm khổ ngày mai nguy ngập là chỗ nào? Là thời gian chừng đến chừng sấm nổ giang thinh. E bá tánh ăn năn đã muộn. Đó, bởi vì thấy không? Hay là nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biếm khoe khoang. Đến nay là buổi tai nạn. Mà bây giờ đồng đạo không, chúng ta không chịu tu làm sao hết tai nạn. Mà trong đồng đạo chúng ta chỉ nói bằng cái miệng không à. Ta thật sự bây giờ thôi, A Di Đà Phật, đồng đạo nên cố gắng. Những người mà mới phát tâm tu nè, chúng tôi đi đây là nói những cô bác các anh chị còn trẻ trong cái thời hạ quân mà pháp này đó. Bây giờ quý vị đã nghe lời giáo lý Đức Thầy rồi thì quý vị phải cố gắng để mà thức tỉnh, để mà cùng nhau tu tập trong giáo lý của Đức Thầy. Một là chúng ta phải giữ làm tròn cái câu hiếu đạo ở gia đình. Thứ hai là chúng ta phải làm thế nào khi là chúng ta sống trên đất nước này và sống trong sự sống này thì chúng ta phải cố gắng làm như thế nào để bảo vệ cái sự là làm lành và niệm Phật của chúng ta. Mà Đức Thầy nói rồi, rủ nhau nha, cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài mát lên. Mà liên đài là gì? Liên đài là ở cõi lời Thượng Quân Thánh Đức mới có là liên đài, tức là cảnh là Tây Phương ha, rực rỡ. Nếu mà cô bác anh chị đồng đạo chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc đó để sống vui đó, mà chúng ta không chịu tu thì làm sao chúng ta thấy được cái cảnh cực lạc của cõi ta, cõi mà ta bà ở cõi mà thiên đàng được đâu. Vì thế mà hôm nay đó, nếu mà quý vị thấy cảnh khổ mà không phải do là Đức Thầy tiên đoán đâu cô bác anh chị ơi, Minh Cao Đại Giáo nè, rồi Thiên Chúa Giáo nè, người ta đều là có tiên đoán trước hết á. Ta nói đồng đạo, người ta nói với con chiên thôi, con chiên tức là tín đồ của người ta đó, ta nói con chiên của đạo muốn thấy được cái cảnh hạ quân mạt pháp này đã hết rồi đó thì hãy nhìn lại cảnh là bão bồ lục nè, rồi động đất nè ha, và cái là sinh hoạt của trên thế gian này càng ngày càng thay đổi. Mà bây giờ nói thật sự đó, chúng tôi xin nói với quý vị đó, quý vị thấy thay đổi chưa? Đã thay đổi rồi nha. Trời giông gió sái mùa sái tiết,
nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Hắn khuyên dương gian bỏ các điều tội, đặng lo liệu cho tròn hạnh phúc. Mà bây giờ đồng đạo chúng ta có được lo liệu như hay không? Mà bây giờ đồng đạo chúng ta chứ chỉ ngồi là ngủ trong cái giấc mộng của chúng ta mà thôi. Nha, ngủ trong cái sự giác ngộ bằng cái sự chúng ta chỉ biết thức, biết giác ngộ, tu tập mà thôi. Chứ chúng ta chưa giác ngộ bằng cái sự tỉnh thức. Thì hôm nay chúng tôi cũng mong cô bác anh chị mình nghe đồng đạo chúng tôi đã trao đổi cùng cháu Cường và cháu Văn Hiếu. Thì cô bác anh chị mình nên ráng tĩnh tâm để mà tìm những gì mà như Đức Thầy đã dạy. Bây giờ nè quý vị biết không, đạo Quỷ Dương rất nhiều chi nhánh, khuyên Dương Trần sớm tránh bới màu. Hay là bây giờ đó đời thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa Quỷ Dương xuống thế. Mà Quỷ Dương là ai cô bác? Quỷ Dương là tâm tham của chính mình mà thôi. Chứ mình đừng có nói đạo nào là đạo này là khác, Quỷ Dương đạo kia là Quỷ Dương, nào không phải. Mà em Út xin nói kể lại cho cô bác anh chị mình đó, Quỷ Dương là do tâm của chúng sinh mình mà thôi. Bị tâm tham, tâm sân hận, tâm bê si, thành ra tâm là còn là cống cao ngã mạn, thì đó là ma dương ở trong mình, trong thân mình nó đi ra để nó khuyến rũ mình mà thôi. Cho nên bây giờ đồng đạo chúng ta đó, khi nghe hôm nay rồi chúng ta nên cố gắng để mà lo làm tròn cái lời thầy dạy. Cô bác anh chị ơi, Đức Thầy ra đi, Đức Thầy để lại cho cô bác anh chị đâu có nhiều đâu. Đức Thầy nói nè, ra đi để lại ít bài cho trong bổn đạo hôm mai rèn lòng. Bây giờ Đức Thầy ra đi rồi, Đức Thầy chỉ khuyên làm sao đồng đạo chúng ta ở nhà ráng lo tu là Đức Thầy được vui rồi. Mà tu bằng một cái rõ ràng hơn, đó là bằng sự giác ngộ trong cái công cuộc tỉnh thức của chính mình. Mau thức tỉnh tu thân cho trễ. Mà bây giờ chúng ta không thức tỉnh thì chúng ta không thể nào nói rằng chúng ta đã có tu thân. Mà không tu được rồi đó, mà đến chừng sau này khổ, nó cũng khổ mà chúng ta không thể nào nói được đâu cô bác. Mà khổ nhất là chỗ nào? Ở đây Đức Thầy đã nói rồi. Khổ nhất là khi là sau này đó, những cái thiên cơ mà chúng tôi xin đọc qua để cho cô bác anh chị thấy cái khổ này nè. Cái khổ mà thập bắt quắc chư hầu giành xé đó. Chừng nào núi cấm quá lâu thì là dân sự đâu đâu thái bình. Tới chừng đó đó thì cô bác thấy rằng ba tiếng sấm nổ rồi đó, thì lầu đài ở núi cấm đã nổ lên. Thì ông là 18 nước chư hầu đó đi qua để giành cái phổ lư của nhà Nam, thì cô bác anh chị mình sẽ thấy sự khổ. Cho nên cái khổ đó là khó này như thế này nè, chúng tôi xin lặp lại như nãy đó, là nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lấy lừng nặng tay. Hoặc là Sài Gòn gia đình ai ngờ, nước đâu mà lại lỡ bờ lướt cây. Quý vị thấy không, nó thay đổi hết trơn cả toàn diện. Bởi vì ở đây thầy nói rồi, đổi năm đổi tháng mà đổi trong ngày giờ nữa đó. Cho nên bây giờ đồng đạo chúng ta nên cố gắng đi, làm thế nào để thực hành những gì mà Đức Thầy đã dạy cho chúng ta, thấy không? Cho nên ở đây em Út không biết phải nói làm sao hơn, chỉ có đôi lời để khuyến tấn cô bác anh chị của mình phải nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Cô bác ơi, Đức Phật đã trên 2600 năm rồi, đã công khổ cực của Đức Phật đã dài công đi hoằng dương chánh pháp của người, đem lại sự tỉnh ngộ cho con người ở Ấn Độ, và đem cái giáo lý của ngài về tới Việt Nam đây. Quý vị thấy đâu phải là nó dễ đâu. Cũng như ông là Thượng Tọa Thích Mật Thể đó quý vị, khi mà ở mà bên Ấn Độ mà muốn mang cái là cuốn sách, cuốn kinh của là Lăng Nghiêm thôi, để giam về Việt Nam hoặc là về Trung Quốc gì đó để cho đồng đạo mình tu thôi, thì phải xẻ cái bắp dế nè quý vị, để mà để vô, để mà đem cuốn kinh nó về. Còn bây giờ quý vị thấy không, giảng giới kệ ra đà bốn cuốn, thầy nói rồi, ít có người khám rõ cơ quyền, ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên, thấy không? Quý vị thấy rõ ràng không? Tại quý vị không chịu tu, Đức Thầy đâu có ở đây đâu, thấy không? Phải đồng đạo chúng ta mà tu ngon lành, thấy không? Thì hôm nay đó nó thật sự là, thấy không? Thì không có khổ đâu, thấy không? Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói làm sao, đừng mong cầu cô bác anh chị mình sao, gán khi rảnh việc, thấy không? Nên thường nên coi kệ giảng, mà giữ gìn phong quá nước nhà, thấy không? Bây giờ chúng ta không coi kệ, không có giảng Đức Thầy, thì tôi xin nói chắc với quý vị là chúng ta không có tu đâu, thấy không? Bởi vì chúng ta tu mà nghe lời đồng đạo nói là không có được. Mà chúng ta tu thì chúng ta phải nghe lời Đức Thầy đã dạy.
và phải lật giáo lý Đức Thầy để coi câu nào mà chúng ta ghi vào lòng chúng ta để chúng ta tu. Mà Thầy nói rồi, ghi vào lòng 6 chữ Di Đà thì thường hiền lương quên mất điều tà, được hạnh phúc nhờ lòng cố gắng đó. Mà bây giờ chúng ta không chịu tu thì làm sao mà chúng ta được là thấy cái sự khổ này đâu. Thì thôi bây giờ đồng đạo ơi, hãy gắng đi, phải không đó. Bây giờ ha, nhìn mình thấy kìa, mình thấy bên kia đó các nước đang khổ, nói riêng mà nói chung là mình thấy miền Bắc, miền Trung, nói chung là bây giờ đã cánh khổ đó rồi, thì bây giờ chúng ta phải cố gắng mà tu. Tại vì chúng ta có hồng phúc lắm nè. Đó, Thầy nói rồi, duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hồn phần. Đồng đạo và chúng tôi có duyên lành với Đức Thầy dữ lắm, thấy không? Chúng ta may mắn, thật là may mắn. Hạ nguyên mạt pháp rồi mà chúng ta được là nghe lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy tôn kính của chúng ta, để đem lại cho chúng ta trong cái sự hành trình học tập tu hiền. Thì làm gì, làm thế nào mà đồng đạo chúng ta lại bỏ ngơ, thấy không? Tại vì đồng đạo bỏ ngơ đó, cho nên cái bây giờ đồng đạo chúng ta phải khổ thôi, cũng như bây giờ đó. Tại sao ông bà ta nói nè, ai già mấy người giàu ta nói sao cái gì, thấy không? Tại ông bà của ông chú A đó đó, ngồi còn sanh tiền, người ta làm phúc báo dữ lắm, cho nên bây giờ con cháu người ta hưởng được phúc báo này. Thì bây giờ mình đồng đạo của mình cũng vậy thôi, cũng như bây giờ đó, là thấy bên các nước trên thế giới đã khổ rồi, mà cho tại chúng ta không khổ như các nước trên thế giới là sao? Là tại vì chúng ta được chư Phật Bồ Tát hồi năm 1849 tới giờ là, chứ không phải mới đây, đã có Đức, có Phật ra đời tại Việt Nam. Thì tại sao chúng ta không có nhìn cái đó để mà chúng ta tu tập? Và chúng ta may mắn nhất là trong vòng năm 1939, thời kỳ Pháp đã qua ở Việt Nam mình, mà Đức Thầy đạt được là dưng lĩnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để Ngài xuống thế gian truyền đạo. Thì quý vị thấy không, kể từ nay tiên Phật xuống trần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết, mà đồng đạo không chịu tu thì làm sao? Thôi bây giờ chúng ta nên cố gắng, nên cố gắng làm thế nào vừa hành đạo vừa bố thí, làm tròn trách nhiệm của một công dân đối với xã hội, một người tu đối với Thầy, để làm sao cho nền đạo của Thầy một ngày càng rực rỡ hơn. Chúng ta đừng vì cái là tư lợi cho cá nhân mình mà phải làm thế nào để hành trì đúng theo giáo pháp mà Đức Thầy đã dạy. Hãy ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của Phật nữa. Mà giờ không tu thì không coi gì được hết trơn, nó thật sự. Mà muốn mà về, họ về nói, tôi nói thật sự nè, cũng như đồng đạo ta nói ông ba ơi, tới lần đầu đời tới nó đấy, khỏi lo. Bây giờ chưa tới thì gia thì nguyện giá vậy đó, phải không? Mà tới rồi đó thì Thầy nói rồi, thấy không? Khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau giờ thấy bay hồn khiếp vía tể kể từ đây. Cho nên bây giờ đồng đạo mà không tu là không được. Mà thôi, tu thì đừng có là mong có đời tới. Chính đời của mình đã tới rồi mà mình không chịu tu sửa thì thôi. Cho nên ở đây thì chúng tôi muốn lại trao đổi cho cô bác anh chị, dầu nó có lời chúng tôi nói nó thật sự, nhưng là chúng tôi chỉ mong sau khi mà quý vị đã nghe ba chú cháu chúng tôi để trao đổi hôm nay rồi, thì cô bác anh chị cũng nên lúc rảnh rỗi đó thì nên là lặp lại giáo lý của Đức Thầy mà chúng ta coi, rồi chúng ta hiểu được cái câu nói nào mà chúng ta tâm đắc được thì chúng ta ráng tu đặng mà chết nha cô bác anh chị, chứ đừng để đến chết mà chẳng có tu thì nó muộn lắm rồi. Vậy cho nên thì tính thương ba nói tiếp chương trình đó, thì có nghĩa là thế giới hiện tại đang chịu những cái nạn tai dồn dập này kia, như vậy có phải là cái lời cảnh tỉnh để cho bà con Việt Nam chúng ta để thức tỉnh tu hành không? Nhưng ta khổ trước mình khổ sau, phải không ba? Dạ, vậy là Phật như thế này, cũng chúng tôi cũng nghe một đoạn Đức Thầy nói đó, tại vì cái hiện giờ mà họ khổ có chừng á, bây giờ mình phải thấy cái cảnh, thấy mình thấy bên kia người ta khổ đó, thì bây giờ mình phải tu. Nhưng mà cái tu của mình á, bây giờ khổ bây giờ không khổ nè, phải không? Coi chừng ngày mai mình sẽ khổ. Là tại vì cái là hai đồng đạo nên cho biết chỗ này nè, là tại chừng đó đó, đến chừng đó đó sấm nổ rồi là phải khổ hơn. Bây giờ chưa sấm nổ thì chưa khổ,
Đây là mình tâm sự riêng thôi, riêng là mình chỉ trao đổi cái lời thầy nói thôi, chứ mình không phải là mình nói sấm đổ là mà ngày nào hay là giờ nào đó, thì cái đó là mình nói thiên cơ. Còn mình chỉ đọc lời và thầy nói đó, thì như cháu Hiếu hỏi đó là thấy mắt nhìn ngoại quốc thảm thê đó, nam ban cảnh khổ, thầy nói rõ ràng nè, nam ban cảnh khổ cũng kề bên lưng, bây giờ cũng gần đó, cũng gần mà thôi, chứ mà gần nó kề của thầy đó, không biết kề bao lâu, thấy không, thành ra mình không dám nói được. Nhưng mà tôi tin chắc rằng cái sự khổ của người Việt Nam sau này sẽ nhiều hơn, hơn các nước trên thế giới nữa. Bởi vì quý vị biết sao khổ hơn trên thế giới không? Bởi vì chúng ta ở đây nè, là ở trung tâm của nước Việt Nam, tỉnh An Giang này, chúng ta nói sự thật đó, cũng như là thầy nói là nãy tôi đọc có cháu Cường nghe câu nó đó, đó, Sài Gòn gia đình ai ngờ đó, nước đâu mà lại lỡ bờ nước cây, phải không? Nó tại vì cái sự khổ sau này đó, mình sẽ sống trong cái sự khổ của đất, của nước lửa nữa kìa, nước kia lửa nọ tưng bừng nữa kìa, thấy không? Hay là cái người ta mấy tôi có nghe cái mẫu chuyện mấy anh em trong đạo có nói, cái nói là sao đấy, nước trong cái lời thiên cơ của Đức Thầy nói là ngày sau nó ngồi với đuôi két mà rửa chân còn được, thì quý vị thấy đâu phải nước ít đâu. Và bây giờ hỏi quý vị, nước mà ngập tới đó rồi làm sao mà con người chúng ta sống được mà không khổ? Cho nên nói thật sự là cái khổ này dữ lắm luôn, như cháu Hiếu mà nó hỏi thật, có thật chưa cháu Hiếu? Bây giờ thầy nói rồi, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam ban cảnh khổ, thì bị cảnh khổ sắp sửa phải gần kề mà không biết chừng nào mà thôi. Thì đồng đạo chúng ta không tu nó thì chúng ta không hết khổ đâu. Mà miếng mà tu rồi đó thì tôi báo tin cho quý vị đó, mấy đồng đạo nào có tu là ngon lành không? Văn thù Bồ Tát từ bi, dèo thiền bát nhã cứu thị trần gian, gió đưa lướt cánh bùm lan cứu người tu niệm, xê sang phi tình. Bây giờ không tu là nữa, không lên được thiền bát nhã. Mà đồng đạo có tu rồi thì đồng đạo sẽ bước lên thiền bát nhã để mà về cảnh giới là chỗ nào đó mà Đức Phật đã dồn lại một góc nào đó để cho đồng đạo chúng ta sống coi đời thượng môn thánh đức mà thôi. Bởi vì thầy nói nè, muốn xem được hội Long Định hay là muốn xem được hội Long Hoa thì đồng đạo chúng ta phải tu thôi. Mà Đức Thầy nói muốn xem được hội Long Đình thì là phải ráng sửa mình cho trơn. Mà bây giờ mình muốn xem coi tiên coi Phật mà bây giờ mình không chịu tu làm sao coi tiên coi được ông nào? Cũng như hồi xưa đi, cô bác anh chị mình thấy hồi xưa không? Đó, mà bên là Trung Quốc đó, ta nói có hả, thấy không? Quánh giặc rõ ràng không, quánh với tiền, với thánh, với thờ, với đời này kia không, rồi đó có hết. Mà mình chúng ta đâu thấy được, chúng ta chỉ nghe chuyện mà nghe thơ mà thôi. Mà sau này đất nước Việt Nam, chúng tôi mường tượng rằng, trong lời 11 hội ông bà nói ra, thì y chăng nó luôn đó, y chăng luôn, có tiên, có Phật, đã xuống thế gian luôn. Mà giờ không tu uống không? Trời ơi, xuống đó nữa ông Phật mà Di Lặc mà ông xuống ông cười ông dưa ông rước mình có vui biết nhiêu nhá. Ta bây giờ gắng tu, nếu thấy khổ thì gắng tu đi đồng đạo Hiếu ơi. Có gì không hỏi nữa. Dạ, thì mong chú ba quan hệ chia sẻ giùm. Thầy thứ nhất á là từ phần H7+3, H2+1 mới ra Thái Bình. Vậy thì thế giới bây giờ cũng giống như những cái lời mà Đức Thầy mình nói chúng ta. Dạ, câu đó nó coi này nè, mình không phải là thiên cơ phải không? Mà đây là Đức Thầy khuyến khích con người tu tập. Bị Đức Thầy muốn nói cái này là nói sao? Là tại vì con người của đồng đạo chúng ta ít tu, chứ không phải là nói cái chỗ mà khổ khó đâu. Thấy không? Cái chỗ này là 10 phần H7+3 đó là tại vì đồng đạo không tu. Cho nên mình mới đọc cái câu giảng mà người tu là được là Bồ Tát cứu đó nè, là gì đó. Bởi vì đó trong cái thời gian này đó, nói cho đồng đạo Hiếu nghe luôn chỗ này nè. Bởi vì ông ba theo ông ba lời ông ba nói đó, thì khi một cái tiếng sấm nào nổ đó hen, thì con người đê mê bất tỉnh tới 7 ngày 7 đêm đó. Thì trong 7 ngày 7 đêm đó Phật bà mới cầm cái tịnh bình đó, mấy bà gửi xuống gì nè, cái người nào có tu đó ha thì người ta sống được, còn người nào không tu A Di Đà Phật không có sống ở trên thế gian này, thấy không? Vì thế mà chúng ta nên cố gắng. Nếu không tu thì chúng ta phải chịu khổ thôi. Mà chừng chúng ta tu rồi, tôi tin chắc rằng 10 người sẽ là được về cảnh giới đó hết. Còn bây giờ Đức Thầy nói là Thầy nó cảnh tỉnh cho người không tu. Cho nên Thầy nói là 10 phần H7+3, H2+1 mới ra Thái Bình, hay là 100 mới đặng ối thôi 10 người, đồng đạo nên cố gắng để mà tu tập mà thôi. Đây là lời chân thành mà chúng tôi xin trình bày kêu gọi để cô bác anh chị mình phải cố gắng mà tu. Vậy thì cũng thưa ba, Đức Thầy cũng có tiên tri cho biết đó, là mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa là như thế nào ba? Thì Đức Thầy ám chỉ cho chiến tranh.
cái này là chứng tranh rồi, mình khỏi nói rồi. Cũng như ở đây đó, miễn nói ra thì người ta nói mình nói hố ra. Có thật sự tháng 3 là do đâu? Tháng 3 là ám chỉ cho người nước Tần. Thôi mình nói vậy thôi, ám chỉ cho người Tần. Còn sẽ là khiêu gợi là một cái lần chiến tranh nữa để cho người dân mình phải chịu khổ ở đất nước Việt Nam. Tại vì mình ở đây nè, nó thật sự giàu bên giàu cho ngày xưa đó, các vị vua chúa mình, các vị quan mình đó đã được người ta cấp cho cái cục đất này, nhưng mà bây giờ họ cứ đòi hoài thì coi chừng à, mai sau nhiều cuộc đất cài đó, coi chừng chúng ta là người dân của chúng ta bị khổ trong cái sự là ham muốn của người ta muốn lấy đất người ta lợi đó, rồi có sự nồi da sáo thịt trong cái miền Nam nước Việt mình mà thôi. Bây giờ thầy nói rồi, đua nhau mà chạy cái trong cái thầy khổ đó đó, mai sau nhiều cuộc đất cài là nó ám chỉ cho người ở kế bên mình thôi, không nói ai hết đi, kế bên mình thôi, nha. Hầu gì họ nước của họ không có bình vững, nước của họ không bình vững, nha. Mà mình nói đây là cô bác nghe được coi chừng, ta nói mình nói lắm. Có thật sự đồng đạo mình ở cái người láng giềng mình rất bình vững, mất hồi đó họ nhờ mình á, nha. Chứ bây giờ họ muốn chở cờ là họ chở cờ vậy đó. Thành ra mình nói quá, cái nhiều khi người ta nói mình hù, không phải đâu. Cái này đức thầy nói rõ ràng, mai sau nhiều của đất cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, là nó ám chỉ cho người ở Campuchia. Thôi mình nói vậy đi, chứ đừng nói ngày tháng tiêu à, nghe không, có ngày nào. Mà bây giờ mình không tu nè, mình không tu thì tới đó mình chạy đâu, giờ đất cài đâu mình chạy, nha. Phải có đất cài chạy thôi, dán đi, dán tu đi. Mà tu là thoát cái nạn đất cài không tu anh? Thoát chứ, đức thầy nói rồi, nha. Mau thức tỉnh, tu thân chỗ trễ. Mà bây giờ tu mà không thức làm sao mà không thức tỉnh làm sao mà nháy. Mà đức thầy nó nói rồi, tu á cảnh thảm khổ thì tu là người nào có tu đó thì nó nói như thầy nói rồi, rồi có dân thù, có Bồ Tát, ha, người ta cứu độ mình. Bây giờ là chú ba nói thật nè, như chú ba đi, nếu mà chú ba tu ha mà không có được ông thần hộ pháp gia hộ đó thì làm sao chú ba đứng vững như thế này, rồi chú ba làm được những cái gì mà xã hội đang cần chú ba, thấy không đó. Rồi chú ba làm thế nào được mà một mình một nè, con thấy không, các con chính hai đứa con xuống đây thì con thấy rõ ràng đó, là có một mình một chú ba đó mà cơ sở hôm nay được như thế này, thì mong cho các cháu ha hồi nữa quay lại hết cái cảnh này từ trong bếp ra tới đằng trước này để nói rằng mình tu có long thần hộ pháp, có long thần hộ pháp gia hộ hay là không đó. Miếng mà cô bác anh chị thấy rằng ở đây nè chỉ có một chú ba thôi làm trưởng ban trị sự, anh em đồng đạo người ta bỏ hết rồi, người ta nói mình tu không có đúng theo giáo lý, người ta bỏ mình, mà cơ sở này vững chắc như thế này là 22 năm qua rồi, như thế này được rồi thì đây là đâu rồi, mình có cái hành trang nào không, có là Bồ Tát gia hộ hay không, thấy không, rồi có chư thần gia hộ mình hay không, rồi bệnh tật mình có như người ta hay không, nó nổi nhiêu thôi à. Thì cô bác ơi ráng tu đi nha, còn nếu muốn thắc mắc cái gì thì lên tại cơ sở đó, vì gì các cháu nó sẽ để cái địa chỉ của tôi, rồi cô bác anh chị mình đến đây để chúng ta gặp gỡ và trao đổi cùng tu hành tinh tấn. Chúc quý vị thành công trên bước đường tu học và luôn luôn giữ vững niềm tin chờ thầy trở về lập hội Long Hoa. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ thì theo đây là cái mà đức cái mà lời của ban trị sự trung ương nó nói đó, người tín đồ trước hết phải nửa tháng phải lo chuẩn bị cho hai ngày đại lễ mà hàng năm, nếu là tới ngày gần tới 18 tháng 5 là đồng đạo chúng ta phải làm sao trang trí cơ sở và làm thế nào để chuẩn bị cho ngày 17 trưa 17 tháng 5 hoàn thành để mà chúng ta vào buổi lễ 2 giờ chiều. Thì hôm nay ở đây các cháu thấy đó thì từ cái đầu năm tới giờ chứ không phải mới đây, chú ba thấy chú ba có một mình một làm khó khăn lắm, cho nên ở đây đó thì đây là cô bác ở cái này nè, cô bác ở bên Mỹ nè gửi về 500 đô làm cái lễ đài, cái ở cái phong cảnh này, rồi cái mà La Phong ở trên đây thì là do cô bác ở thành phố Long Xuyên gieo duyên về đây.
À, rồi và thị trấn An Châu, rồi ở cái nền đất này đó là gần 100 triệu đó là do cô bác ở bên Mỹ và đồng đạo ở gần cơ sở đây đó chung đạo lại đó, là hôm nay làm được hoàn thành rồi, thì bây giờ bắt đầu đó là chuẩn bị cho ngày đại lễ 18 tháng 5. Bởi vì mình thấy rằng đã 2-3 năm rồi, cái cơ sở mình 22 năm đã không có là để mà cho nó đầy đủ được công hạnh, thì hôm nay mình làm sao để dâng lên món quà, để dâng món quà cho Đức Thầy, dầu xa xôi có mấy Đức Thầy cũng mừng rằng là ở quê nhà cũng có một số đồng đạo đã vì giáo pháp và vì cái sự tu tập của chính mình mà làm tròn trách nhiệm của một người tu đối với giữ đạo và chờ Thầy. Vậy thì mình gắng cố gắng. Thì các con thấy ra thì bên này đó thì những cái câu mà sấm giảng Đức Thầy ở bên này, quý vị thấy không, là mình vẫn luôn luôn là làm theo lời Đức Thầy đã dạy đó, câu giảng và cảnh ở bên phía bên này cũng vậy. Thì ở đây là tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thanh niệm Phật tây ương, còn bây giờ không chịu niệm Phật không còn hết à, hay là tu cầu cầu cho già trẻ cho đồ thì sao mới được đức, phải không? Mà giờ mình tu mà thôi cứ lớt lớt thì sao mà được đứng ngồi tại sen. Thì à, bây giờ mình phải làm sao để mà nghe lời Thầy dạy nè, tu cầu trong họ hiền lương, rồi tu mau mau kiếp kiếp dương cần, chúng sanh còn có lập thân ngôi này, hoặc là cầu tu cầu thượng gió hòa mưa an hòa nhân vật phước thừa trợ ban. Những cái câu giảng này của Đức Thầy chúng tôi muốn để lên đây ra đây chi không, để cho cô bác khi đến hội trường người ta nhó lên ta nhìn thấy, đặng ta về người ta nhớ lại để ta tu thôi, chứ mình không phải để mình trưng cho nó đẹp đẽ gì đây. Mà những câu giảng này và những cái cảnh này đó thì con thấy rõ ràng đó là ở đây đó có chùa An Hòa Tự, có đền Hùng, và có ở bên này thì có chùa Một Cột, rồi lại có nhà những cô bác miền Bắc, và có Phật Bà ở mà cái tỉnh Con Rồng gì đó, ở gì ngoài đó Đà Nẵng, đây là chùa đó Đà Nẵng nè. Mình lấy những cái ca cảnh cho nó có cái vẻ mà tôn nghiêm trong cái đời nền đạo đó, để mà đem cho cô bác mình tu tập vậy thôi. Giờ mong cô bác của mình hãy cố gắng để mà là ở đây là chúng em xin nói thiệt ngang là ở đây là chúng em là làm sao cho cái cơ sở được phát triển và làm thế nào để cho cái giữ vững được cái niềm tin của Thầy đó. Đây nè quý vị thấy không, cây bồ đề đó của Phật Thích Ca Mâu Ni ha, đã biết bao nhiêu rồi đó. Rồi tôi cũng phải kêu họa sĩ phải làm cây bồ đề cho đẹp cho tôi nha. Đó. Rồi cái chỗ này là khai ngọn đuốc đó, quý vị thấy không, ở trên kia là có Trúc Lâm Thiền Viện, ở đó là có bờ biển ở ngoài sông ha, là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện tìm con lành dắt lại Phật đường. Những cái cảnh nào mà nó hợp với cái câu giảng thì mình để lên để cho cô bác người ta thấy được người ta tu là sao. Cô bác dạ sửa cũng trong thời gian tháng này thôi, trên nóc này tháng này luôn, để bắt cái đèn lại cho mấy con thấy rõ ràng. Cũng như nhờ cô bác ở thị trấn An Châu đó, ở đây đã cô bác anh chị thấy không, cái này là của thị trấn An Châu. Ở đây đó thì để chúng tôi xin báo cho quý vị là trong một tháng này thôi, trong cái một tháng để gần chuẩn bị cho ngày đại lễ là nửa tháng 4, tức là ngày lễ Phật đản, cho đến hôm nay được hoàn thành đó là do là cô bác ở thị trấn An Châu từ đây qua đây là 18 triệu. Rồi cái cô Út ở cô Hai, cô Hoi mà ở bên Mỹ gửi cho tôi là 500 đô, tức là 10 triệu để mua những cái bình sành đây, thứ này, cái bình sành thứ này đây để cúng bông. Rồi ở đây thì chúng tôi cũng muốn lắm, mà nhưng mà có cái là mình muốn quá, không biết cô bác có vui lòng không, muốn phải làm xa. Cũng có nhiều cô bác đó nói giàu mình có làm được cái này rồi, hôm nay được là có một cái vẻ tôn nghiêm rồi, nhưng mà muốn có cô bác nói thế này nè, mà chúng tôi sẽ hợp lại gia đình, vì tôi là anh cả, thì tôi sẽ nói với các em phải, nếu có đứa cháu đó nó nói đó và cô nó sẽ vận động cô bác, và cũng cội cô bác thôi, nếu muốn cắt cơ sở này như các
là ban thị sự của các của trong 13 xã thì phải giao cái đất này cho nhà nước, cho ban thị sự trung ương, cho những ban thị sự trung ương đó, rồi ban thị sự trung ương sẽ chuyển cái giấy nhà đất xuống dưới tỉnh, rồi tỉnh sẽ cấp cho mình cất lại một cái cơ sở thật là đẹp đẽ nhưng mà phải trên 2 tỷ. Đó rồi làm sao mình làm đây cô bác anh chị? Đó, bây giờ muốn làm là phải 2 tỷ nữa đó. Nhưng mà cái này là mới con trai sửa lại đây còn trăm mấy chục triệu rồi. 172 triệu rồi nè. Nhưng còn nhưng mà muốn sửa lại đàng hoàng đó quý vị biết không nè, phải trên 2 tỷ. Phải đăng ký với nhà nước để làm. Thì người ta cho mình làm hết trơn đó. Bởi vì bây giờ dạ dưới đây thì ngoài đồng không cài đẹp được. Ngoài đồng thì phải đẹp hơn trong đây rồi, nhưng mà nó muốn sửa là phải sửa hết đó nha. Cái này nữa nó có sửa là sửa hết thì người ta. Chúng dựng đúng đây. Đây. Rồi đây là nhà ăn đây. Đây là nhà ăn. Nhà để mình đãi cô bác dùng bữa đại lễ đó. Về đây, dưới đây vài bữa nữa đây có sinh viên về rồi. Sinh viên nó về đây nè, ở đây là 60 chục đứa nè, nó nuôi nó nè. Dạ, hè, hè xanh. Dạ. Hè mùa xanh nè, hè sao ngày mùa xanh nè, xanh nè, hè nè. Là nó về nè, nó cái này nè. Như mấy đứa này hà xanh này nè, thấy không? Cái nè nó sẽ về đây, nó sao nay sống với mình không có đẩy ra chạy lại cho ăn cái gì nè, chứ đâu phải mà ăn thường đâu được đâu. Bởi vì chú ba có ruộng lúa sao nhiều quá phải không? Đâu, trời, tu sĩ từ nhỏ lớn có ngang cậu không chân chụp cục đất Việt Kim nữa chứ đừng á. Chú ba trồng lúa trồng rau cho hàng. Cái này là của người ta. Cũng cái này của chú Út đó rồi chú Út nó cho nó mướn đó. Chứ mình có đâu, mình có tu hồi năm 17 tuổi tới giờ làm gì có tiền, có tiền đâu mua đất mua cát. Dạ. À nói thiệt với cô bác anh chị đó, để giới thiệu quý vị luôn đó là tôi phát tâm hồi năm 1967 Lạng Tường, rồi vô trong cơ sở đạo ở Vĩnh Long á, là tức là ở dưới Bình Minh á, ha, cái quận Bình Minh, tức là cái vùng ngày xưa đó, là ở trong cái đài chiến sĩ Hòa Hảo đó, ở tu, rồi giải phóng rồi mới về đây, là về đây là năm nay 40 mấy năm rồi, chứ phải như hồi xưa thì ở dưới Vĩnh Long không có về đây được đâu. Dạ, thôi rồi. Rồi, bà tôi cảm ơn chú ba nhiều, chúc dạ. Ba nhiều sức khỏe để làm nhiều việc thiện hơn cho giúp đỡ cho bà con cô bác ha. Dạ. Thì nghe lời thầy dạy thì mình làm hết tất cả những gì từ thiện mà Đức Thầy đã dạy. Mà bây giờ tuổi mình già rồi nha, hồi xưa thì bắt cầu tre, nhà tre, cầu gián, cầu khỉ, rồi nhà cây, nhà lá. Bây giờ hết đó rồi thì nhà ton, nhà đàn thì đốt. Rồi bây giờ hết cầu đúc nữa rồi, bây giờ cầu dây hết rồi, bây giờ tới cầu đúc rồi, thành ra giờ đã thôi nhường lại cho mấy cái người ta có phương tiện ta làm. Rồi cho bây giờ chú ba nó thật cái hai đứa đó là chú ba chỉ lo làm sao cho các cháu học sinh của các trường trong huyện Châu Thành. Cái trường nào mình có thân thương đó mình sẽ trao quà cho các cháu để các cháu đồng hành để mà cùng đi là học tập. Để ngày mai nó sẽ là một công dân của đất nước. Thì bây giờ là chú ba từ Tết tới giờ là chú ba trao cho là được là 500 phần quà cho 6-7 lớp học, là 500 phần quà cho học sinh. Mà mong cầu sao cô bác ra là ủng hộ cho mình á, cái này là ủng hộ cô bác ủng hộ mà mình mới có mình làm. Thì mong sao cô bác mà nghe được cái clip này rồi gửi quà về cho chúng tôi sẽ trao lại cho học sinh những trường mà tôi được thân thương. Rồi là chuẩn bị nè, quý vị biết không, chuẩn bị là ít ngày nữa đó là sẽ có cái sự nhu cầu của là tỉnh đoàn sẽ là trao mỗi một phần một em học sinh học bổng là từ 1 triệu. Mà trong đó là 35 em. Thì quý vị thấy không, lo lý lắm luôn đó, mà tại có cái cô bác anh chị có thương tình thì gửi về cho các cháu học sinh ở trong cái tỉnh An Giang này một phần đó là nó cái này là học sinh của các trường như Đại học Cần Thơ, Đại học Tôn Đức Thắng đó. Các cháu nó về nó là mùa hè năm mà trước là mùa hè năm mấy năm rồi đây nè, mấy năm rồi nó về đó mình nuôi tại đây hết. Rồi nó sinh hoạt ở dưới trường nè, về sinh hoạt rồi về tối đây ăn cơm với mình nè, ăn cháo đồ trong đêm vậy đó. Đây còn này thì cái sự thân thương của
hai vợ chồng của hai thằng này, đây là hai đứa nó là hai vợ chồng thằng này, rồi nó thấy chú ba từ nhỏ tới lớn á không có biết ngày sinh nhật, cái bắt đầu nó tổ chức được 4 lần sinh nhật như thế này nè, rồi cái bệnh dịch tới nó thôi luôn. Nó tổ chức sinh nhật đó, cái bản lớn đó là sinh nhật đầu năm đầu tiên. Rồi, dạ, rồi A Di Đà Phật.